Mời các bạn nghe chuyện cổ chân nhân chương 1130 đến chương 1134. Lăng Mai tiên tử im lặng, nàng biết lời nói vừa rồi của mình hơi liều lĩnh và lỗ mãng. Hắc Thiên tử là một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, thanh danh nhất định phải giữ gìn, không thể tùy tiện mạo phạm. Ngao Tuyết tiên tử bên cạnh Lăng Mai tiên tử nói, nghe nói bên trong Phúc Địa Bích Đàm có một con ngựa vạn lý. Nói ít nhưng hàm ý bên trong lại rất rõ ràng, đây chính là đồng ý với đề nghị của Lăng Mai tiên tử, muốn hướng đến tài nguyên phong phú bên trong Phúc Địa Bích Đàm. Hừ, những món tầm thường đó cũng khiến cho các người động tâm như vậy sao? Đừng quên chúng ta đến đây là làm gì. Tên tiên cương đó vô cùng khả nghi, chiến lực lực đạo không tầm thường, rất có thể là tiên cương xa hoàng mà chúng ta đang cần tìm. Tàn dương lão quân ở một bên chen vào. Món tầm thường, nói sao nghe như nước chảy mây trôi vậy. Tuy đồng tộc không bằng môn phái chúng ta, nhưng dù sao cũng là thế lực siêu cấp, nội tình tuyệt đối thâm hậu hơn so với chúng ta rất nhiều. a à, tàn dương lão quân ngươi thu hoạch lần này không ít, phần thưởng cho nhiệm vụ của tiên hạc môn lại càng phong phú hơn. Ngươi ăn no một mình rồi, còn muốn những người chúng ta đói bụng sao, không khỏi quá đáng đi. Chân chân xí oán khí nói. Nhiệm vụ của môn phái giao xuống cho ông ta vẫn chưa hoàn thành thì đã bị Phượng Cửu ca gọi đến. Tình huống giống với ông ta cũng có rất nhiều người. Người khác e ngại truy mệnh hỏa của tàn dương lão quân nhưng ông ta lại không sợ. Ông ta là tông sư phi hành, có sát chiêu tiên đạo phòng thân. Cho dù có chúng truy mệnh hỏa, ông ta cũng có thể rời đi trong giới cổ tiên trung châu thịnh hành một câu nói chân sĩ cửu trọng thiên vãng lai phi ưng yên chân sĩ cửu trọng thiên chính là nói trần chân sĩ một lần vỗ cánh bay cao là có thể bay lên cửu thiên thái cổ thiên địa cũng không ước thúc được ông ta vãng lai phi ưng yên chính là chỉ cổ tiên bộ phi yên của thiên liên phái ý chỉ nữ tiên vãng lai tung hoành linh xảo nhẹ nhàng giống như một sợi xương khói đang bay múa lần này nữ cổ tiên bộ phi yên cũng đến bắc nguyên đại diện cho thiên liên phái tham gia điều tra chân tướng lầu chân dương sụp đổ Lúc này, hai đại tông sư phi hành Trung Châu đều có mặt. Chân chấn xí lên tiếng, bộ phi yên vẫn im lặng không nói. Ngược lại lão toán tử lại nói giúp vào, phúc địa bích đàm dễ dàng bị công phá như vậy, nguyên nhân chủ yếu là do tiên cổ phòng lục chuyển nhà tranh bị mất tích một cách kỳ lạ. Không phải ta đỏ mắt vì những tài nguyên đó, mà vì vừa nãy ta đã âm thầm suy tính được, bên trong phúc địa bích đàm có manh mối của hung phạm lưu lại. Phạm Thảo Ốc, ha, ta lại càng muốn gọi nguyên danh nhà tranh của nó hơn. Nói đến, Nhà này do Tam Mau Ma Tiên thời cận cổ sáng tạo ra, cơ hồ hao phí tài lực cả đời của ông ta. Khi tuổi già, ông ta có thể tung hoành Bắc Nguyên, trở thành bá chủ một phương, phong quang nhất thời là nhờ vào nó. Tam Mau Ma Tiên có một đứa con gái, vô cùng yêu chiều. Khi đó, đồng tộc có vị cổ tiên tên Đồng Ngọc. Hai người yêu nhau nên thoát ly chính đạo, ở rể ma đạo. Sau khi Tam Mau Ma Tiên chết, người này đã kế thừa nhà tranh, giết chết vợ của mình, từ bỏ gian tà theo chính nghĩa, trở về gia tộc để thoát khỏi bóng ma ngày xưa đồng ngọc đã bỏ cổ trùng khác vào trong nhà tranh đặt tên là phàm thảo ốc thật ra công hiệu của nó cũng chẳng tăng lên bao nhiêu chỉ là làm đẹp mặt mũi một chút mà thôi cổ tiên hồng xích minh của phong vân phủ nói trước khi ông ta thành tiên đã dùng tu vi cổ sư phàm nhân xâm nhập bắc nguyên từng có kinh nghiệm cuộc sống ở đây đối với mấy tin tức như vậy nắm giữ rất nhiều lần này cố ý nhắc lại thật ra tâm ý bên trong cũng là muốn tiến vào phúc địa bích đàm vơ vét tuy ông ta không nói rõ nhưng hàm xúc bên trong lại rõ ràng vô cùng được rồi rốt cuộc là chúng ta tiếp tục chờ hay là tiến vào bên trong phúc địa bích đàm tìm manh mối hung phạm hoặc tìm lê sơn tiên tử bởi vì nàng ta cùng nhau tác chiến với tên tiên cương lực đạo kia quan hệ chặt chẽ nhất định sẽ biết rất nhiều bí mật có cổ tiên không kiên nhẫn nói không ổn rồi lê sơn tiên tử nỗ lực rất nhiều sau khi cướp được núi phương thốn cũng đã lập tức rút lui bây giờ đang co đầu rụt cổ bên trong phúc địa đại tuyết sơn Đại Tuyết Sơn là hang ổ ma đạo Bắc Nguyên. Trước đó thì cũng thôi đi, bây giờ Tuyết Hồ Lão Tổ đang luyện chế tiên cổ Hồng Vận Tề Thiên, lúc nào cũng tọa chấn ở đó. Vừa nhắc đến cổ tiên bát truyền Tuyết Hồ Lão Tổ, chúng tiên Trung Châu đều im lặng. Bọn họ đều có tu vi thất truyền, chiến lực xuất sắc, nằm trong top 5 môn phái của mình. Nhưng đối mặt với cổ tiên bát truyền, chỉ có thất bại mà thôi. Mặc dù Phượng Cửu Ca có sức đánh một trận với cổ tiên bát truyền, nhưng cuối cùng cũng chỉ là tu vi thất truyền thân là cổ tiên ma đạo, tuyết hồ lão tổ lại càng có chiến lực kinh khủng. Trong tin tức tình báo mà cổ tiên Trung Châu thu thập được, tuyết hồ lão tổ dường như là đệ nhất trong số cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên. Khi chúng tiên Trung Châu im lặng, ba vị cổ tiên ma đạo che giấu tung tích lặng lẽ tiềm phục vào phạm vi cổ tiên Trung Châu đang ẩn núp. Bọn họ đi dưới mặt đất, đến hiện trường Khương Nguyên giết chết đồng trường phàm, lúc này mới để lộ tung tích. Ba vị cổ tiên này, người dẫn đầu có thân hình cao lớn, cặp lông mày nhướng lên, mũi ưng, hai mắt tản ra lệ mang. Lỗ tai không phải lỗ tai người bình thường mà có lông vũ, kim quang óng ánh. Gã chính là chủ ngọn núi thứ tư ở phúc địa Đại Tuyết Sơn, Lệ Bằng Vương. Người bên trái, mặc dù thấp hơn so với Lệ Bằng Vương một cái đầu, nhưng dáng người chắc nịch. Nhìn qua, vừa có khí khái, vừa có ba khí, lại mang theo long uy băng hàn, là chủ ngọn núi thứ năm, có được cung điện băng hồ long đảm ma quân. Cổ tiên sau cùng đi bên phải Lệ Bằng Vương, hai mắt như điểm sơn, một thân bạch bào, cơ thể cao cáo, mặc theo phong cách thư sinh nhưng thiếu đi một phần phong lưu, nhiều hơn một phần khí thế hào hùng, là chủ ngọn núi thứ sáu, công tử mặc. Cổ tiên Trung Châu mai phục bên cạnh, thủ đoạn cao siêu, ba vị cổ tiên ma đạo vẫn không hề phát hiện ra. Bọn họ tập trung chú ý nhìn đằng trước. Trước mắt không có vật gì, nhưng dưới cảm giác của bọn họ, bọn họ phát hiện có một phúc địa đang ẩn giấu. Đây chính là phúc địa mà đồng trường phàm đã lưu lại sau khi mất mạng. Ra tay đi, thời gian kéo càng lâu, biến số sẽ càng nhiều. Ở gần đây chính là Phúc Địa còn sót lại sau khi khích thế dân chết. Tuyết Hồ lão tổ đã hạ lệnh, ba người chúng ta dĩ nhiên phải dốc hết toàn lực công phá Phúc Địa này, lên. Ba người lôi lệ phong hành, lại chuẩn bị đủ thủ đoạn đặc biệt, sau khi bố trí sơ bộ bên ngoài xong, lập tức phá vỡ không gian đánh vào Phúc Địa. Sau khi nhìn thấy ba cổ tiên bước vào, lúc này cổ tiên Trung Châu mới tiếp tục dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Khá lắm, phong chủ thứ tư, thứ năm Thứ sáu của Phúc Địa Đại Tuyết Sơn đã đồng loạt xuất động. Ba phong chủ đứng đầu Đại Tuyết Sơn đều đã có địa vị vững chắc. Ba người này từ trước đến giờ luôn minh tranh ám đấu, bây giờ cùng nhau ra tay, đồng tâm hiệp lực, cũng chỉ có Tuyết Hồ lão tổ mới có thể chỉ huy được. Không chờ được tiên cương kia xuất hiện, nhưng lại chờ được người của Đại Tuyết Sơn xuất hiện. Chúng ta có nên ra tay bắt bọn họ lại hay không? Không ổn rồi, chiến lực của ba người này phi phàm, còn vượt qua tự tại thư sinh một bậc, ngang bằng với chúng ta mặc dù chúng ta người đông thế mạnh nhưng lại không biết phối hợp với nhau muốn chiến bại ba người thì dễ nhưng giết chết thì rất khó muốn bắt sống lại càng khó hơn đối với điều này tàn dương lão quân tràn đầy cảm khái đúng vậy bắc nguyên là địa vực có chiến lược đứng nhất trong năm vực cổ tiên nào cũng có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú có rất nhiều thủ đoạn đặc biệt công phu bảo mệnh còn cao hơn trung châu chúng ta cách đây không lâu trận chiến phúc địa bích đàm cổ tiên mất mạng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay nếu là bốn vực khác, số lượng tử thương tuyệt đối sẽ cao hơn gấp 2-3 lần. Bắt sống bọn họ không phải là không có khả năng. Ha ha, chỉ cần phượng cửu ca đại nhân đích thân ra tay là được. Có cổ tiên lên tiếng. Trong chuyến đến Bắc Nguyên lần này, chiến lược của phượng cửu ca đã lưu lại ấn tượng khác sâu cho các cổ tiên Trung Châu. Nhưng phượng cửu ca lại nói, chúng ta rút lui thôi. Nói xong, không cho chúng tiên cơ hội hỏi thăm, ông ta đã dẫn đầu rút lui. Chúng tiên nhìn nhau, đành phải lặng lẽ đuổi theo một đoàn người từ xa hợp lại chúng tiên vội vàng biểu thị sự không hiểu đối với phượng cửu ca trước đó thiết lập mai phục là chủ ý của phượng cửu ca bây giờ nhìn thấy ba vị cổ tiên ma đạo phượng cửu ca lại là người đầu tiên rút lui chúng ta đang đồng tâm hiệp lực tại sao lại phải sợ ba người bọn họ chứ không đánh mà lui điều này sẽ tổn hại uy danh của mười đại phái trung châu chúng ta tới tới lui lui rút cuộc là muốn đến đâu chứ cổ tiên trung châu cách phúc địa bích đàm càng lúc càng xa giọng nói chứa đầy oán khí chỉ là ngại uy danh của phượng cửu ca nên không phát tác được phượng cửu ca liếc nhìn mọi người một vòng lê sơn tiên tử giành được núi phương thốn đã trở lại phúc địa đại tuyết sơn tịnh dưỡng ta nhận được tin tức cổ tiên bát chuyển chính đạo bắc nguyên là dược hoàng đã lên đường tiến về phúc địa đại tuyết sơn đưa ra yêu cầu núi phương thốn với tuyết hồ lão tổ cái gì có chuyện như vậy sao hai đại bát chuyển muốn đối kháng với nhau bắc nguyên này thật là từ trước đến giờ cổ tiên bát chuyển vẫn luôn chấn áp địa thế, cũng bởi vì núi phương thốn mà tùy ý xuất động. Đúng là hiếu chiến. Những ngày đó trong trận chiến núi đã hồn, mười đại phái chúng ta chẳng qua cũng chỉ điều đệ tử đi tranh đoạt. Chúng tiên nghị luận ầm ĩ, sắc mặt thay đổi, đều đang tiêu hóa tin tức kinh người này. Phượng Cửu Ca cười nhạt một tiếng, lại nói: tên tiên cương lực đạo kia đang vô cùng cảnh giác. Ba tiên phúc địa đại tuyết sơn chẳng qua chỉ là tá lực đả lực cho hắn, là hắn hoặc thế lực của hắn đang muốn thăm dò chúng ta muốn nuốt con mồi này nhất định sẽ lọt vào tính toán của đối phương chi bằng chúng ta đến đại tuyết sơn xem có cơ hội cường công bắt sống lê sơn tiên tử hay không chúng tiên không nói gì phúc địa đại tuyết sơn chính là xào huyệt của ma đạo bắc nguyên không thua gì đại bản doanh của 10 đại phái trung châu đảm phách của phượng cửu ca lớn đến nỗi dám có ý đồ với đại tuyết sơn phúc địa đại tuyết sơn ngọn núi thứ nhất tuyết hồ lão tổ ngồi trên chiếc ghế dựa rộng lớn trong tay cầm một ngọn núi nhỏ không ngừng chuyển động lặng lặng thưởng thức. Mặt ngoài ngọn núi có vô số vết rách, vô cùng thê thảm, Sát chết trên núi khắp nơi đều là thi thể của người tí hon, máu chảy đầy đất, mơ hồ truyền đến tiếng kêu rên thút thít của người còn sống. Quả nhiên là tình huống bi thảm. Không phải ngọn núi nào khác, chính là núi Phương Thốn. Lê Sơn Tiên Tử truy kích núi Phương Thốn, đại chiến với cổ tiên tí hon, kết quả dẫn đến các cổ tiên khác ra tay, chính có, mà có. Sau một phen loạn chiến, cổ tiên tí hon sắp chết, dẫn đến núi phương thốn tán loạn kết quả bị hắc lâu lan bắt được chân tướng hắc lâu lan thuận thế giết chết cổ tiên tí hon cùng với lê sơn tiên tử liều chết bảo vệ chiến quả một đường chém giết cử tử nhất sinh trở về phúc địa đại tuyết sơn điều này cũng dẫn đến núi phương thốn gần như vỡ vụn tộc tí hon trên núi càng tử thương thảm trọng hơn đây chính là núi phương thốn lúc này một vị nữ tiên tử phía sau chậm rãi bước ra bà có danh xưng là vạn thọ nương tử là vợ của tuyết hồ lão tổ tu vi thất truyền một trong tứ đại cổ tiên luyện đạo Bắc Nguyên. Bà vừa xuất hiện, lập tức nhìn chằm chằm vào núi Phương Thốn, tỏ ra hứng thú với ngọn núi trong truyền thuyết này. "Phu nhân, lần lĩnh hội này của nàng có tâm đắc gì hay không?" Tuyết Hồ lão tổ quay đầu lại, vừa nhẹ giọng hỏi thăm, vừa đưa núi Phương Thốn cho bà. Vạn Thọ nương tử gật đầu, thiếp đã hiểu được toàn bộ quá trình luyện tiên cổ hồng vận tề thiên, nhưng muốn quen thuộc nó vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa. Nói xong, bà tiếp nhận núi Phương Thốn, đưa mắt quan sát. Bên trên núi Phương Thốn, bởi vì cổ tiên tí hon đã chết, không còn trụ cột, đám người tí hon còn sống thì run lẩy bẩy, trên thành từng đoàn. Quái vật, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tuyệt đối đừng ăn thịt ta, thịt của ta quá ít, còn chưa đủ ngài nhét kẽ răng đầu. Vạn Thọ nương tử mỹ lệ đoan trang, mắt phượng sáng rực, nhưng trong mắt đám người tí hon, bà lại giống một con quái thú lớn, vô cùng đáng sợ. Vạn Thọ nương tử xem xét một hồi, sau đó khẽ cười nói, Lê Sơn muội muội đúng là có phúc trước kia muội ấy vốn là cổ tiên thổ đạo kiêm tu thổ đạo về sau bởi vì đạt được tiên cổ sơn minh đã chuyển nó thành tiên cổ hạch tâm trở thành cổ tiên tín đạo nhưng thật ra phúc địa của muội ấy vẫn là phúc địa mộc đạo kinh doanh hoa cỏ có tộc tí hon hỗ trợ sẽ càng tăng thêm sức mạnh lê sơn muội muội là thành viên của đại tuyết sơn ta bây giờ núi phương thốn thuộc về chúng ta điều này chứng tỏ đại tuyết sơn khí vận long xương càng lúc càng thịnh vượng phu nhân lời này của nàng sai rồi tuyết hồ lão tổ lại lắc đầu ta thì thấy ngược lại đây chính là dấu hiệu khí vận đi xuống ta muốn luyện chế tiên cổ hồng vận tề thiên đem mã hồng vận làm chủ tài luyện cổ vì thế khí vận muốn đối phó ta khiến cho ta gặp trở ngại nàng nhìn núi phương thốn đi gần như đã sụp đổ muốn chữa trị nó nhất định phải bỏ ra một cái giá rất lớn đây là vật của tam đương ra đương nhiên nàng ta sẽ không từ bỏ bảo nàng ta bỏ tài lực ra một lần điều này sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến đại kế thu thập nguyên liệu luyện cổ của ta lần này nàng ta tranh đoạt núi phương thốn dẫn phát mâu thuẫn thành lập cừu hận quấy lên phong vân khiến chính đạo phải ra tay nàng nhìn đi đây là thư của dược hoàng thư của dược hoàng vạn thọ nương tử giật mình vội vàng lật lá thư ra trong thư dược hoàng trình bày núi phương thốn nằm trong phúc địa bích đàm vốn là vật của đồng tộc bây giờ đồng tộc bị diệt thiên hạ chấn động thân cùng huyết mạch cùng là con cháu của cự dương tiên tôn dược hoàng xin thay mặt các hương chính đạo thỉnh cầu muốn thương lượng với tuyết hồ lão tổ trả lại núi phương thốn cho chính đạo lời nói của dược hoàng trong thư vô cùng khách sáo nhưng vạn thọ nương tử biết đây chính là phong cách của chính đạo từ trước đến nay cho dù là đả sinh đả tử hận đến nghiến răng nghiến lợi ngoài mặt cũng sẽ rất khách sáo giọng điệu hàm súc, duy trì phong độ của mình vạn thọ nương tử mơ hồ cảm giác được dược hoàng đang hùng hổ dọa người không khỏi lo lắng nhìn tuyết hồ lão tổ phu quân lần này cách vạn kiếp tiếp theo của chàng còn có 10 năm không thể tùy tiện ra tay được nếu chiến đấu có gì sơ suất đả thương bổn nguyên tổn hại nội tình cho dù có luyện được tiên cổ hồng vận tế thiên cũng là được không bù mất vạn kiếp sắp đến cũng bởi vì những tổn thất này mà thất bại trong gang tắc tuyết hồ lão tổ cười ha hả phu nhân nàng vẫn như vậy thư của dược hoàng là một kiếp của ta nhưng cũng là cơ hội của ta ta phải nắm chặt vượt khó tiến lên mới đúng tuyết hồ lão tổ nói đến đây đột nhiên ngưng lại biểu hiện thay đổi sao ông ta đến rồi à đến tốt lắm vạn thọ nương tử ngửa đầu nhìn lại ánh mắt xuyên qua phúc địa đại tuyết sơn nhìn ra bên ngoài bắc nguyên vốn bên trên phúc địa đại tuyết sơn bầu trời sáng sủa một mảnh xanh thẳm vạn dặm không mây dược hoàng đến thanh thế to lớn phong vân quyển tịch nhuộm thương khung thành một màu da cam không nhìn thấy bóng dáng của dược hoàng đâu nhưng giọng nói của ông ta lại vang lên tuyết hồ lão hữu bổn hoàng mạo muội đến thăm mong được tha thứ âm thanh của ông ta vang vọng trời đất truyền vào phúc địa đại tuyết sơn Chấn động đến núi non run rẩy, vô số tuyết động rơi xuống, thậm chí còn có ngọn núi bị lở tuyết. Ha ha ha, Tuyết Hồ lão tổ cười lớn, bay vút lên trời, rời khỏi Phúc Địa Đại Tuyết Sơn. Lúc này, bầu trời có sự biến đổi, một nửa là màu da cam, một nửa là băng xương, hai cái ngang nhau. Nhưng đúng vào lúc này, từ phía tây đột nhiên có một đám mây đen bay đến. Mây đen không ngừng xô trào, nhanh chóng tràn ngập, không thua gì hai người Dực Hoàng và Tuyết Hồ lão tổ tạo ra một địa bàn cho riêng mình trên bầu trời. Vạn thọ nương tử nhìn thấy, gương mặt thay đổi, trong lòng cảm thấy nặng nề, tại sao bách chiến thiên quân cũng đến vậy. Mây đen, sương khí, ánh cam cuồn cuộn, rằng co lẫn nhau, chia không trùng phạm vi vạn dạm thành ba phần. Tuyết hồ lão tổ cười lạnh, thiên quân ngươi trước giờ không kinh doanh thế lực, nay cũng đến góp phần náo nhiệt sao. Bách chiến thiên quân cười gượng, nói, tuyết hồ lão hữu, chẳng qua chỉ là núi phương thốn thôi mà, từ khi nào lại lọt vào mắt ngươi chứ chi bằng trả lại cho chính đạo giảm bớt phiền phức lần này sắc mặt vạn thọ nương tử không khỏi tái xanh hô hấp đám cổ tiên ma đạo bên trong phúc địa đại tuyết sơn cũng cứng lại bách chiến thiên quân vốn là tán tu nhưng sau đại hội đấu giá ông ta đã chủ tính thành lập thế lực chính đạo lúc này ông ta liên thủ với dược hoàng lấy hai trọi một tuyết hồ lão tổ chỉ có một mình tình huống đúng là không ổn nhưng sau một khác tuyết hồ lão tổ đã ngửa đầu cười to tiếng cười vượt mây vậy hai người các ngươi tiến lên làm một trận rồi nói sau đó ông ta phiêng trùng thiên trực tiếp đánh vỡ bức tường thiên cương tiến vào bạch thiên cổ tiên bát chuyển ra tay uy năng có thể nói là kinh khủng đại địa khó mà gánh chịu bình thường khi ra tay đều sẽ xâm nhập vào trong cửu thiên thái cổ tránh sinh linh trên mặt đất gặp phải hạo kiếp vô biên hào hữu đã có nhã ý bồn hoàng tất nhiên là phụng bồi mắt rực hoàng sáng lên nhanh chóng đuổi theo bách chiến thiên quân ngây ra một lúc cười khổ nói nếu tuyết hồ lão hữu đã khăng khăng như vậy vậy thứ cho bổn thiên quân mạo phạm ba vị cổ tiên bát chuyển tiến vào bạch thiên rất nhanh trên bầu trời truyền đến tiếng rầm rầm ba người đang đánh nhau bên trong bạch thiên bên trong cổ tiên trung châu có người kinh hô bọn họ còn chưa đuổi đến phúc địa đại tuyết sơn khoảng cách vẫn còn vạn dặm lúc này đã phải ngẩng đầu nhìn bầu trời chỉ thấy vạn dặm không trung dung chuyển không ngớt có mấy đen bốc lên có xương khí trắng noãn dâng trào lại có ánh cam tràn ngập âm thanh ù ù không dứt bên tai giống như sấm sét giữa trời quang khiến cho người nghe không rét mà run mau thừa dịp bọn họ đang quấn lấy nhau chúng ta tiến vào phúc địa đại tuyết sơn phượng cửu ca nhìn một lát sau đó thu hồi tầm mắt tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất đám cổ tiên trung châu hít sâu một hơi bọn họ đều là kẻ tài cao gan lớn nghe mệnh lệnh của phượng cửu ca cũng không cảm thấy do dự khẩn trương và hưng phấn tăng thêm tốc độ Rao, bay được nửa đường một con hoang thú thượng cổ kêu thảm đột nhiên rớt xuống từ trên bầu trời đám cổ tiên trung châu vội vàng né tránh đây là thiên tàn khuyển chúng tiên nhận ra lai lịch con hoang thú thượng cổ này ánh mắt không khỏi đam chiêu một tiếng oành trầm đục vang lên thiên tàn khuyển giống như thiên thạch va chạm mặt đất bị quẳng xuống đất thật mạnh tạo thành một cái hố to vùng vẫy mấy lần rồi không nhúc nhích được nữa không nghĩ đến lại đánh thiên tàn khuyển từ trong bạch thiên rớt xuống như vậy không ngờ uy năng bát chuyển lại hung tàn như vậy nội dư ba chiến đấu thôi cũng đã khiến cho thiên tàn khuyển chết thảm như vậy rồi cẩn thận âm thanh cảnh cáo vừa mới vang lên mưa đá đã từ trên trời giáng xuống từng trận trận mưa đá như ngọn núi bao trùm ngàn dặm hàn khí thấu xương bức người vạn vật bị đông kết dẫn đến mất mạng chúng tiên trung châu không thể không đi đường vòng răng rắc bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống quẹt vào góc áo của cổ tiên trung châu lão toán tử lão toán tử hét thảm một tiếng nhanh chóng bước ra từ điện mang chói mắt, nửa cơ thể đã không còn, trọng thương sắp chết. Bay được một lát, càng gần đến Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, lại có một trận âm phong nhỏ thổi đến, thổi hồn phách cổ tiên Trung Châu chập chờn, muốn thoát ra khỏi nhục thân. Tu vi cổ tiên càng cao, chênh lệch một chuyển thôi cũng đã là một sự chênh lệch rất lớn rồi. Giữa bát chuyển và thất chuyển chẳng khác nào cách biệt một trời một vực. Muốn dùng thất chuyển chống lại bát chuyển, từ xưa đến nay đều rất hiếm thấy. Bao nhiêu năm rồi, Trung Châu lớn như vậy cũng chỉ có một mình nhân vật như Phượng Cửu Ca. Cổ tiên Trung Châu bị thổi ngã trái ngã phải, cố gắng không để bại lộ thân hình nhưng sắc mặt đều rất khó coi. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, chiến lực cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên còn muốn vượt qua bát chuyển Trung Châu một bậc. Số lượng cổ tiên bát chuyển Trung Châu nhiều hơn Bắc Nguyên. Trong năm vực, cổ tiên bát chuyển Bắc Nguyên là ít nhất. Bởi vì chiến sự ở Bắc Nguyên quá tấp nập, xác suất cổ tiên chết đi ở Bắc Nguyên vẫn cao hơn so với bốn vực còn lại. Ở Bắc Nguyên, có thể từ trong bao vây trùng điệp, mở ra một đường máu, đứng trên đỉnh bát truyền, lại có thể đứng vững gót chân, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Nhất định phải là hào kiệt bên trong hào kiệt, một chút may mắn miễn cưỡng là không thể có. Nội dư ba chiến đấu từ Bạch Thiên thôi cũng đủ để nhóm cổ tiên trung châu chật vật không chịu nổi. Lão toán tử hiểm tử hoàn sinh, khôi phục lại hình thể, gương mặt còn mang theo vẻ khó có thể tin, thì thào nói, làm sao có thể? Tại sao ta lại không dự đoán được trước? Ánh mắt bộ Phi Yên dao động, nàng đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu nàng đổi vào vị trí của lão toán tử, dựa vào khả năng di động của nàng, cũng chạy không thoát luồng sấm sét lôi đình kia, chúng ta có nên tiếp tục tiến lên nữa hay không? Chân chân xí ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đấu giống như một tấm khăn lau với vô số miếng vá. Từng luồng sức mạnh bao trùm phạm vi hoặc lớn hoặc nhỏ dây dưa với nhau. Có mây đen cuồn cuộn, có âm phong quét đến, có lôi đình đánh xuống, có mưa đá đập loạn. Quả thật là cảnh tượng tận thế cổ tiên trung châu không phải hạng người tầm thường ánh mắt cao minh đều nhìn ra được đạo ngân trong thiên địa đã thay đổi có đạo ngân băng đạo có đạo ngân lôi điện có đạo ngân phong đạo hồn đạo xoắn xít lấy nhau mặc dù bọn họ cách phúc địa đại tuyết sơn chưa đến ngàn dặm nhưng trong khu vực này sát cơ trùng điệp với muôn vàn cạm bẫy hiểm ác chí mạng đây chính là sự chênh lệch giữa thất chuyển và bát chuyển sao đạo ngân bên trong mỗi khu vực còn nhiều hơn so với chúng ta vất vả tu hành rất nhiều sinh tử không phải do mình đây là cảm nhận bao nhiêu năm rồi không có quá hung hiểm rồi chỉ vì bắt một tù binh mà gán vào tính mạng của bản thân đúng là không đáng các cổ tiên trung châu đều đánh chống quân lui quân chỉ có phượng cửu ca là bất động ngay từ ban đầu ông ta đã là một ngựa đi đầu ánh mắt chấn định giống như không nhìn thấy nguy hiểm xung quanh mình cổ tiên trung châu nhìn thấy phượng cửu ca như vậy trong lòng lại nổi sóng người này đúng là cao minh có thể dùng tu vi thất chuyển chiến bát chuyển từ xưa đến nay vẫn không cảm giác được, bây giờ suy nghĩ lại, Phượng Cửu Ca đúng là kinh khủng. Không, cho dù có chiến được với Bát Chuyển cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi thân phận chúng ta bại lộ, ba vị Cổ Tiên Bát Chuyển Bắc Nguyên đánh xuống, chúng ta sẽ thập tử vô sinh. Phượng Cửu Ca không màng sinh tử, thẳng tiến không lùi, suýt chút nữa quên ông ta cũng xuất thân từ ma đạo, nửa đường mới chuyển sang chính đạo. Cổ Tiên Trung Châu bay sau lưng Phượng Cửu Ca, ánh mắt giao lưu với nhau, đều muốn rút lui nhưng ngại mất mặt và thanh danh môn phái phía sau, ai nấy cũng đều không mở miệng được, đều muốn người khác lên tiếng trước. Từng phút từng giây đều trôi qua một cách khó khăn. Trong lúc cổ tiên Trung Châu đang khó xử, Phượng Cửu Ca bỗng nhiên dừng lại, đứng ở tầng trời thấp, khoát tay về phía sau, tất cả dừng lại. Chúng tiên vội vàng dừng lại, chỉ thấy sắc mặt Phượng Cửu Ca ngưng trọng, ngửa đầu nhìn ra xa. Bọn họ lần theo ánh mắt Phượng Cửu Ca nhìn lại, thấy bầu trời vẫn tràn ngập uy năng như cũ. Có cổ tiên lĩnh ngộ được thôi động sát chiêu tiên đạo, ánh mắt xuyên qua những trở ngại, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Bạch Thiên. Sau đó lập tức kêu lên thất thanh. Chỉ thấy bên trong Bạch Thiên, vốn ba nhà giao phong, thế cục cân sức ngang tài không còn, mà là tuyết hồ lão tổ chiếm thượng phong. Băng xương trắng noãn ép tới, ép ánh sáng màu da cam của dược hoàng phải co đầu rụt cổ, đánh cho mây đen của bách chiến thiên quân phải bại lui. Giỏi cho một vị tuyết hồ lão tổ, không nghĩ đến chiến lực mạnh đến cỡ đó. Mới qua bao lâu chứ, đã lấy một địch hai, phân ra thắng bại phượng cửu ca thở dài gương mặt hiện lên sự tán thưởng và tiếc nuối rút lui cơ hội đã mất đi ông ta không chút do dự lập tức quay trở lại đường cũ chúng tiên còn đang ước gì điều đó xảy ra lúc này không ai lên tiếng theo sát đằng sau nhanh chóng rút khỏi khu vực nguy hiểm này một lát sau bách chiến thiên quân rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng thủ đoạn của tuyết hồ lão hữu thật tuyệt bổn quân đã lĩnh giáo xong trận này cam bái hạ phong dược hoàng cũng nói bắc nguyên đang dung chuyển tuyết hồ lão hữu lúc này không phải là lúc chúng ta phân thắng bại ngươi đã có ý với núi phương thốn đề nghị trước đó của bổn hoàng xem như thôi đi ngày sau gặp lại dược hoàng liều chết giữ lại mặt mũi tuyết hồ lão tổ nghe xong không khỏi cười ha hả thừa cơ không tha người hai vị muốn đến thì đến muốn đi thì đi xem chỗ của ta là gì nhỉ vừa dứt lời thiên địa đột nhiên chấn động đất núi dung chuyển xương khí vô biên lao xuống càn quét tất cả tạp chất bầu trời trở lại trong xanh giống như không có âm phong lôi điện gì cả mấy chục vạn dặm thiên địa trong nháy mắt bao trùm một tầng băng tuyết nhiệt độ trong không khí giảm xuống trời đông giá rét giống như bắc nguyên từ mùa xuân ấm áp chuyển sang trời đông giá rét oành 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 từ cửu tiêu chuyển đến ba tiếng nổ vang từng tiếng vang vọng đất trời đinh tai nhức óc giống như lôi công gầm thép bên tai cổ tiên trung châu đều bị âm thanh này chấn động thân hình bại lộ cơ thể lảo đảo ngoại trừ phượng cửu ca lỗ tai của những cổ tiên còn lại đều chảy máu đúng là đã bị đánh vỡ màng nhĩ đi mau sắc mặt cổ tiên trung châu tái nhợt không chút huyết sắc đấu trí trong lòng cũng giảm xuống đáy cốc chỉ lo chạy thật nhanh bên trong phúc địa đại tuyết sơn cũng phát sinh động đất nguyên khí ba động kịch liệt cơ thể cổ tiên lung lay thể xác và tinh thần đều kịch chấn nửa ngày sau lúc này địa chấn mới chậm rãi lắng lại bên trong phúc địa đại tuyết sơn có sáu ngọn núi bị hủy đại địa vỡ ra từng khe rãnh tài nguyên cất giữ bên trong tổn hại thảm trọng nhưng cổ tiên ma đạo bên trong đại tuyết sơn lại hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt hai mắt tỏa sáng bọn họ nhìn ra xa nhìn thấy một người đàn ông vĩ ngạn đang chậm rãi hạ xuống chính là tuyết hồ lão tổ trên đỉnh đầu ông ta một luồng bột phấn trắng noãn óng ánh như thủy tinh theo gió bay đi phượng cửu ca bay đằng sau quay đầu nhìn lại nhìn thấy cảnh này con ngươi co rụt lại miệng thì thào liệt thiên phấn đã đánh vỡ bạch thiên gia rồi sao cổ tiên phúc địa đại tuyết sơn vui mừng vội bay ra khỏi phúc địa để nghênh đón thuộc hạ cung nghênh lão tổ pháp giá qua lần này tranh luận ai là đệ nhất bá chuyển bắc nguyên rốt cuộc đã kết thúc lão tổ pháp lực vô biên đệ nhất bắc nguyên đánh cho dược hoàng bách chiến thiên quân phải xám xịt chạy đi còn cách rất gần đám cổ tiên ma đạo vội ngừng lại chỉ để cho vạn thọ nương tử một mình nghênh đón phu quân bà mỉm cười ôn nhu gương mặt động lòng người hiện lên sự kiêu ngạo và lo lắng. Yên tâm đi, ta có cố kỵ, bách chiến thiên quân và dược hoàng cũng có cố kỵ. Hai người này đỏ mắt với tiên cổ hồng vận tề thiên, không muốn ta luyện thành nó. Lần này ta đánh bại hai người, để xem bắc nguyên này còn có ai dám quấy nhiễu việc lớn của ta nữa hay không. Tuyết hồ lão tổ thản nhiên nói, chỉ là lần này đánh vỡ bạch thiên, làm phiền phu nhân ra tay tu bổ. Nếu không, sẽ có hoang thú, hoang thú thượng cổ thuận theo vết nứt hạ phàm mặc dù không sợ nhưng phiền phức sẽ rất lớn. Xác nhận phu quân của mình vô sự, vạn thọ nương tử lúc này mới yên lòng, ngón tay chỉ vào lồng ngực dày rộng của tuyết hồ lão tổ, liếc mắt nói, chàng đấy. Tuyết hồ lão tổ lấy một địch hai, đánh bại dược hoàng và bách chiến thiên quân liên thủ. Trận chiến này chấn động Bắc Nguyên, tin tức giống như vòi rồng, cuốn giới cổ tiên Bắc Nguyên lộn xộn không chịu nổi. Đồng thời, dưới sự tận mặt chứng kiến của nhóm cổ tiên Trung Châu, tin tức đã đến Trung Châu đầu tiên, kinh động rất nhiều thủ lĩnh 10 đại cổ phái. Tất cả đều ghi tạc tên Tuyết Hồ lão tổ vào chỗ sâu nhất trong lòng. Vài ngày sau, Trung Châu, Phúc Địa Hồ Tiên, Lê Sơn Tiên Tử, Hắc Lâu Lan đến thăm, mang theo tin tình báo mới nhất. Khương Nguyên cầm con phàm cổ tín đạo, hai mắt nhắm lại, giống như đặt mình vào Phúc Địa Đại Tuyết Sơn, nhờ thị giác của Lê Sơn Tiên Tử mà quan sát. Trên bầu trời tái hiện lại cảnh tượng luận bàn giữa ba vị đại năng bát chuyển. Từ đầu đến cuối, đại khí bàng bạc, khiến tinh thần của hắn bị mê hoặc. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, giao chiến ở chỗ sâu bạch thiên, nhưng quan sát từ xa cũng có thể cảm nhận được uy năng bát chuyển mênh mông. Trong giới cổ tiên, số chuyển càng cao, chênh lệch càng lớn. Chính giữa lục chuyển vẫn có tinh anh, có thể ngẫu nhiên có được chiến lực thất chuyển. Nhưng giữa thất chuyển và bát chuyển lại chênh lệch một trời một vực. Có thể dùng chiến lực thất chuyển để chiến bát chuyển, trong lịch sử nhân tộc vô cùng hiếm thấy. Đến cửu chuyển có thể dùng sức của một người mà quét ngang thiên địa không ai có thể ngăn cản cổ tiên bát chuyển căn bản không phải là đối thủ của cửu chuyển lúc nào cũng đại bại chưa bao giờ có ngoại lệ sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt ba lần khương nguyên đưa lại cổ trùng cho lê sơn tiên tử hai mắt mở ra đằng trước là cả một sự yên tĩnh khương nguyên đã sớm đoán trước sự cường thế của tuyết hồ lão tổ ở kiếp trước ông ta đã từng mấy lần đánh bại trung châu thậm chí còn giết chết không ít bát chuyển trung châu sau khi tận mắt nhìn thấy lý giải của khương nguyên đối với thế cục bắc nguyên lại càng khắc sâu thêm một phần chính đạo bắc nguyên có hai vị cổ tiên bát truyền theo thứ tự là dược hoàng và thái tử phụng tiên dược hoàng không thẹn là đệ nhất chính đạo thái tử phụng tiên lại có liên quan đến trung châu là thế lực trong bóng tối lớn nhất mà trung châu chôn ở bắc nguyên lầu chân dương 88 góc bị sụp đổ phúc địa vương đình bị hủy dẫn đến bắc nguyên dung chuyển bất an thế cục cự dương tiên tôn bỏ bao công sức bố trí cũng theo đó mà sụp đổ luôn trật tự không còn lại còn vì tranh đoạt tiên cổ chính ma kịch chiến thù mới hận cũ mâu thuẫn nhau mặc dù tần bách thắng cử hành đại hội đấu giá nhưng chúng tiên chỉ là vội vàng tiêu hóa chiến quả sau một thời gian ngắn yên tĩnh mâu thuẫn lại càng sâu hơn phúc địa vương đình bị hủy diệt chính đạo bắc nguyên tổn hại lớn nhất ma đạo được lợi không nhỏ cho đến nay cự dương tiên tôn bố trí cũng là vì thiên hạ nhà ông ta chính đạo bắc nguyên đều là huyết mạch hoàng kim chèn ép ma đạo tán tu không ngẩng đầu lên được hiện tại lầu chân dương không còn đỉnh đầu ma đạo tán tu không còn ngọn núi lớn bất kể là trí nhớ trong kiếp trước hay là kiếp này sau khi phúc địa vương đình bị hủy diệt bách chiến thiên quân mới thành lập thế lực siêu cấp của mình ông ta là cổ tiên bát truyền không phải huyết mạch hoàng kim ông ta làm như vậy đơn giản chính là sợ các thế lực hoàng kim liên hợp chèn ép bách chiến thiên quân muốn thành lập thế lực chính đạo tất nhiên phải tạo dựng mối quan hệ với đám người dược hoàng phân rõ giới hạn với ma đạo cho thấy lập trường trận doanh bởi vậy khi dược hoàng đến đại tuyết sơn yêu cầu núi phương thốn ông ta đã chủ động đi cùng nhưng ông ta không nghĩ đến tuyết hồ lão tổ lại hung mãnh như vậy đánh cho ông ta và dược hoàng tan tác đối với tuyết hồ lão tổ mà nói luyện chế tiên cổ bát chuyển hồng vận tề thiên thật sự là cây to đón gió rước lấy vô số sự ngấp nghé chính đạo các phương đều không muốn ông ta thành công nhất là lầu chân dương bị sụp đổ thế lực chính đạo nghi ngờ và kiên kỵ ma đạo càng nhiều hơn sợ những người này phát triển an toàn nhưng tuyết hồ lão tổ cần rất nhiều tài nguyên mới có thể luyện ra được tiên cổ hồng vận tề thiên ông ta phái cổ tiên ma đạo dưới trướng đi thu thập tiên tài luyện cổ bốn phía phát sinh mâu thuẫn không ít về sau loại va chạm này sẽ càng nhiều hơn sinh ra nhiều mâu thuẫn và trở ngại lần này tuyết hồ lão tổ ra tay cường thế động cơ lớn nhất chính là trấn nhiếp giới cổ tiên bắc nguyên loại bỏ mọi chứng ngại trên con đường luyện cổ hồng vận tề thiên của ông ta thế cục bắc nguyên vốn đã phong ba quỷ quyệt giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào hiện tại Tuyết Hồ Lão tổ đánh bại được Dược Hoàng và bách chiến thiên quân liên thủ, ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Quả thật đã quét qua bụi bặm, trực tiếp nhảy qua trình tự do chiến đại quy mô của chính ma, đưa ma đạo lên địa vị cường thế, đạp trên đầu chính đạo. Những ngày kế tiếp, cổ tiên ma đạo Bắc Nguyên sẽ trở nên phách lối, chính đạo cúi đầu. Đây chính là dư uy của trận chiến này dẫn đến đại thế tiếp theo của Bắc Nguyên. Khương Nguyên tuổi già thành tinh nhìn thấy được rõ ràng. Lục truyền mặc dù siêu phàm thoát tục nhưng lại là tầng dưới chót nhất trong giới cổ tiên thất chuyển mới là lực lượng trung đẳng đến bát chuyển bình thường đều không vọng động nhất cử nhất động thậm chí chỉ là ngữ điệu vô tâm cũng sẽ mang lại tác động và ảnh hưởng rất lớn cái gì là đại thế mỗi một vị cổ tiên bát chuyển chính là đại thế lục chuyển thất chuyển bình thường chỉ có thể thuận theo đại thế lúc nào ta mới có thể trở thành đại thế như vậy khương nguyên không khỏi sinh lòng hướng đến được rồi khương nguyên lần này chúng ta đến chủ yếu là mang thứ mà ngươi muốn, đạt thành giao dịch lần này. Hiện tại, tất cả giao lại cho ngươi." Lê Sơn Tiên Tử lên tiếng. Nàng mang đến cho Khương Nguyên một đám cổ Bạch Liên Cự Tầm, còn có rất nhiều cổ tinh niệm. Thì ra, Sở Dĩ Đại Tuyết Sơn biết được vị trí phúc địa đồng trường phàm chết để lại chính là do Khương Nguyên cung cấp. Đồng Trường Phàm đoạt xá trùng sinh, vừa mới thành tiên không lâu, đa số tài nguyên bên trong tiên khiếu hầu như không còn. Sau khi đồng trường phàm chết, hình thành phúc địa, kết hợp chặt chẽ với trời và đất, trình độ phòng ngự không phải phúc địa công cộng có thể so sánh nếu hình thành địa linh nhất định sẽ có chấp niệm báo thù khương nguyên hận khương nguyên thấu xương tính luôn cả những thế lực đứng đằng sau đang điều tra hắn hắn không muốn vì tiên cổ tịnh hồn mà hãm mình vào nguy hiểm thế là hắn thông qua lê sơn tiên tử nhờ thế lực đại tuyết sơn giúp hắn hoàn thành mục tiêu của mình giá trị của một phúc địa rất to lớn khương nguyên và lê sơn tiên tử đạt thành ước định khương nguyên cung cấp vị trí cụ thể của phúc địa tặng phúc địa này cho Lê Sơn tiên tử. Còn hắn thì chỉ lấy cổ bạch liên cự tầm và một số phàm cổ tinh nghiệm bên trong mà thôi. Về phần những tiên cổ kia, Khương Nguyên từ chỗ đồng trường phàm biết được, tất cả đều bị nhất niệm của đồng trường phàm hủy đi. Khương Nguyên có được cổ bạch liên cự tầm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế sự vui vẻ trong lòng. Đợi đến khi nhìn thấy cổ tinh nghiệm, lại còn nhiều đến 5 vạn con, rốt cuộc không che giấu được sự vui sướng, có thể nhìn thấy được từ trong ánh mắt của hắn. 5 vạn con cổ tinh nghiệm đến thật kỳ thời thật sự là mưa đúng lúc quá. Lê Sơn tiên tử nhìn mặt mà nói chuyện, cố ý ho khan hai tiếng, nói, chúc mừng ngươi, Khương Nguyên. Đồng tộc bị hủy diệt, ngươi là người thu hoạch nhiều nhất, lấy được hồn phách của đồng trường phàm. Không chỉ ngươi có được bộ truyền thừa trí đạo hoàn chỉnh, cơ mật kinh doanh mà đồng trường phàm nắm giữ có giá trị cực kỳ to lớn. Huống chi, ngươi cũng đã vô vét không ít bên trong phúc địa bích đàm. Lê Sơn tiên tử nói, không hề che giấu sự hâm mộ của mình bởi vì minh ước tuyết sơn còn chưa đến thời hạn chính giữa minh hữu phải nói thật khương nguyên bắt giữ hồn phách đồng trường phàm cũng không hề giấu giếm thật ra cũng không thể giấu được rất nhiều dấu vết để lại có thể suy đoán ra chân tướng khương nguyên quyết định trực tiếp thông báo cho lê sơn tiên tử và hắc lâu lan không hề che giấu hắn nói tiên tử ngươi đạt được núi phương thốn đây là vật được ghi chép bên trong nhân tổ chuyện giá trị không hề thua kém ta không cần nói những lời nịnh nọt này đâu ngươi có núi đãng hồn nên trướng mắt núi phương thốn. Ha ha, mọi người đều biết rõ trong lòng, ngươi mới là người thắng lớn nhất trong lần này. Nói đến núi phương thốn, Lê Sơn tiên tử cười khổ, ta đang muốn nhờ ngươi giúp đỡ đây. Khương Nguyên nghiêm mặt nói, xin rửa tay lắng nghe. Thì ra, Lê Sơn tiên tử đã từng ký kết minh ước với đồng tộc, được xem là minh hữu, không thể công kích lẫn nhau. Nhưng Lê Sơn tiên tử vì cướp đoạt núi phương thốn, trong quá trình này đã vi phạm lời thề.